Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 13, Ban Quản trị chung cư và một số đơn vị chức năng yêu cầu cần khẩn trương khắc phục các tồn tại trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư HHB, đô thị Tân Tây Đô. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng yêu cầu Ban Quản trị nhà chung cư HHB, đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư HHB có trách nhiệm quản lý, vận hành nhà chung cư HHB, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, bao gồm cả hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định tại thông tư 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Yêu cầu Ban Quản trị nhà chung cư HHB, công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp dịch vụ quản lý nhà Hà Nội, đơn vị được thuê quản lý, vận hành nhà chung cư HHB, khẩn trương khắc phục các tồn tại về công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư HHB, theo nội dung biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với chung cư cao tầng HHB ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 13. Lãnh đạo huyện Đan Phượng cũng giao chủ đầu tư chung cư HHB là công ty cổ phần đầu tư Hải Phát phối hợp với ban quản trị nhà chung cư HHB để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. Giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 13 phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc ban quản trị nhà chung cư HHB trong việc khắc phục các tồn tại về công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư HHB. Trước đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã phát hiện một số tồn tại, yêu cầu các bên liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay nhiều hạng mục, thiết bị phòng cháy chữa cháy đã bị hư hỏng tại tòa chung cư này. Cũng theo cơ quan chức năng, hiện nay chủ đầu tư đã giao toàn bộ hồ sơ và quỹ bảo trì hơn 4 tỷ đồng cho Ban Quản trị nhà chung cư HHB.